Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha mọi người. Hôm nay thì mình cũng lên một ít máy để giới thiệu tới anh em nha. Anh em nào quan tâm thì có thể gọi điện thoại trực tiếp qua bên mình nha. Số điện thoại của mình là 0839 444 400 nha mọi người. 0839. Đây, số điện thoại lên mình đây. Này, anh em có thể gọi qua số này. Nếu anh em gọi qua số này không được thì vui lòng gọi giùm số của mình nha. 0688 06 con số 8748 nha mọi người. Đây là hai số mình đang xài nha, anh em có thể gọi qua đây. Chứ hôm nay mình thấy có nhiều anh em gọi quá nhưng mà nó bị kẹt nha mọi người. Đây cái Xiaomi Redmi 8 nha mọi người. Con này thì mặt lưng nó có bị tróc sơn nha. Đây, con này thì mình thanh lý cho mọi người giá rẻ nha mọi người, RAM 3GB vừa nhớ trong 32GB. Con này mình bán cho mọi người với giá là 1,7 triệu nha mọi người. Redmi 8 1,7 triệu thôi. Nói chung là nó như thế này nó không ảnh hưởng gì nha mọi người, chỉ bỏ ốp vô là xài ok thôi. Giá thì nó rẻ hơn được xíu nha. Redmi 5i, con này RAM 4GB nha. Con này thì chip 665 pin 5000. Con này thì mình sẽ bán cho mọi người với giá là 2,6 triệu nha mọi người. Chúng mình giới thiệu xong mình cũng cắt luôn chứ xài nhiều quá. Con này là Oppo A5s nha. RAM 3GB, nhớ trong 32GB, màn hình là 6.3 inch. Phân giải HD nha. Camera kép vân tay một chạm. Con này thì mình sẽ bán cho mọi người với giá là 2,150,000 nha mọi người. A5s 2,150,000 thôi. S20 lút nha. Con này thì đẹp ken như mới nha mọi người, đẹp ken luôn. Còn khá là đẹp luôn, còn siêu viền chưa lột ra luôn nè. Khá là đẹp luôn nha, S20 lút. Con này hàng chính hãng, còn bảo hành tới tháng 3 nha. Con này mình còn đầy đủ phụ kiện của nó luôn nè. Phụ kiện của nó đây, hộp sạc tai nghe đầy đủ luôn nha. S20 lút. Con này bảo hành chính hãng tới tháng 3 nha mọi người. Bảo hành chính hãng tới tháng 3 2021 nha. Con này thì mình sẽ bán cho mọi người với giá là 12,950,000 nha. S20 lớp. Mình còn 3 cây mi tấm lai nha mọi người. 2 cây RAM 4, 1 cây RAM 6 nha. RAM 4GB thì mình sẽ bán cho mọi người với giá là 2,150,000 và RAM 6GB thì mình sẽ bán cho mọi người là 2,450,000 nha. Nói chung là cây này nó cũng hơi trầy nè. Nói chung thì mấy con này tới giờ này thì điểm này nó cũng hơi trầy nha mọi người. Đây. Đó, nói chung viền nó cũng hơi trầy, máy 97% thôi. Anh em nào thích chiến game thì mà giá rẻ thì mua con mấy con này chơi nha. Mi 8 Lite. Hai con này là có một con 56 nha, một con 56 bao nhiêu trăm, 128GB mình bán 2,450,000 nha. Còn RAM 4GB thì mình bán cho mọi người với giá 2,150,000. Hai con này thì nó là pin 5, pin 4000. Màn hình là 6.3 inch, độ phân giải là Full HD nha. Chip Snapdragon 660. Chip nắp 660 chơi game cực kỳ mượt nha mọi người. Oppo Reno nha, một cặp máy đẹp ken như mới. Reno 3. RAM 8 bộ nhớ trong 128GB nha, màn hình 6.4 inch, màn hình AMOLED. Con này thì mình sẽ bán cho mọi người với giá là 5,2 triệu nha mọi người. Con này là con A71 nha, máy rất là đẹp, đẹp ken. Con A71 này thì mình cũng còn có hộp luôn nha, hộp cáp sạc. Trong hộp thì chỉ chắc có cáp sạc thôi. Đây, hộp chỉ cáp sạc thôi nha. Còn anh em xài tai nghe mình sẽ cho thêm nha, mình sẽ tặng thêm anh em tai nghe nha. Con này thì nói chung là máy ngoại hình đẹp ken nha mọi người, đẹp ken. RAM 8GB của nhớ trong là 128GB nha. Nó còn dán mình chưa lột ra nha. Đây, mình chưa lột ra thôi. RAM 8 128GB, 2 SIM 2 sóng luôn. Màn hình khá là to, màn hình con này tầm 6.8, 6.9 gì đó. To lắm nha mọi người, màn hình con này rất là to nha. Con này thì nói chung là camera chụp hình khá là đẹp luôn, rất là đẹp. Cấu hình cũng khá là mạnh nha mọi người, này, đẹp quá. Con này thì mình sẽ bán A71, sẽ bán là 6,450,000 nha. Samsung Galaxy A71. Vsmart Active 3 nha mọi người. Con này thì RAM 6GB, nhớ trong 64GB nha. Màn hình 6.39. Camera thò thuộc,
3 camera sau. Con này thì mình sẽ bán cho mọi người giá 2 triệu 7 nha. Còn con này là con VMAX Roid 3 luôn. Con này RAM 3GB của nhớ trong 32GB nha, màu trắng đục nha mọi người. Con này chip Snapdragon 632, pin 5000, màn hình 6.5 luôn. Con này thì mình sẽ bán cho mọi người với giá là 1 triệu 750 ngàn nha. Oppo A9 một cặp nha. Còn một cặp A9 luôn. Nói chung là máy đẹp 98% luôn. Đẹp keng nha mọi người. A9 2020. Con này là RAM 8GB, còn nhớ trong 128GB nha. A9 thì mình sẽ bán cho mọi người với giá là 3 triệu 650 ngàn. Pin mấy con A9 rất là khỏe nha mọi người, pin nó 5000 đó. Con này mình có một cặp Redmi 6 Pro. Cấu hình mấy con này rất là mạnh nha. Màn hình nó là màn hình đục lỗ cực kỳ đẹp luôn. Màn hình đục lỗ cực kỳ đẹp luôn. Con này RAM 8GB, còn nhớ trong 128GB nha. Chip Snapdragon 732. Màn hình đục lỗ, màn hình 6.6 inch. Con này thì mình sẽ bán cho mọi người với giá là 5 triệu 2 cho mọi người. Redmi 6 Pro 5 triệu 2 thôi. Xiaomi Redmi 7 nha. Thì nói chung là con này cũng còn tương đối đẹp nha mọi người. Redmi 7. Con này màn hình 6.3 inch, pin 4000, RAM 2 bộ nhớ trong 32GB nha. 32 16 thì mình cũng không nhớ rõ nha. Con này RAM 2GB nha mọi người. Redmi 7. Con này là chip chạy chip Snapdragon 632 nha. Nói chung có cùng cấu hình như này thôi nhưng mà khác bộ rớ RAM thôi nha mọi người. Con này màn hình 6.3 mà cái dòng Xiaomi này cái màn giao diện với màn hình rồi rất là đẹp. Và nó được hỗ trợ update lâu dài luôn nha. Con này thì mình sẽ bán cho mọi người với giá là 1 triệu 550 ngàn nha mọi người. Redmi 7. Giá cực kỳ ngon nha. Trong tầm giá này thì mình xài con này là một sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi người luôn. Nói chung là camera thì rất là ok rồi. Và nói chung là Xiaomi thì nó xài cũng mượt và nó hỗ trợ update lâu dài luôn. Xiaomi cái giao diện nó rất là mượt nha mọi người. Con này bộ nhớ trong 16GB nha, RAM 2 bộ nhớ trong 16, Redmi 7 nha. 1 triệu 550 ngàn. Nokia 3.2 nha mọi người. RAM 2, bộ nhớ trong 16, màn hình khá là to luôn. Con này thì máy rất là đẹp, mình sẽ bán cho mọi người với giá là 1 triệu 350 ngàn nha. Nokia 3.2, một con chạy Android One nha, giao cực kỳ mượt luôn, Android One. Cái này là cây Redmi 6 nha mọi người. Redmi 6. Con này cấu hình nó cũng khá là mạnh luôn. Con này màn hình đục lỗ nha. Cấu hình của nó là con chip, nó chạy con chip G90T nha. Máy rất là đẹp, màn hình đục lỗ tỷ lệ mới luôn. 4 camera. Con này thì mình sẽ bán cho mọi người với giá là 4 triệu nha mọi người. Redmi 6. 4 triệu thôi. Hôm nay thì mình chỉ còn một cây A5 2020 nha. Cây này thì viền nó hơi cán xíu nha mọi người. Nói chung hôm nay thì mình cũng còn một ít hàng cũ nó tồn lại thôi. Ngày mai thì mình sẽ có vô một ít hàng mới nha. Con này RAM 4 của nhớ trong 128GB, chip 665, pin 5000, A5 2020 nha. Con này thì mình sẽ bán cho mọi người với giá là 2 triệu 850 ngàn nha. Nó bị cắn nhẹ hai cái bên viền thôi, không có gì hết. A50s nha. Hai cây này hàng chính hãng, còn bảo hành dài tới tháng 2 năm 2021 nha mọi người. Thì nói chung ngoại hình nó tầm 98%, RAM 4GB và nhớ trong 64GB, hai SIM hai sóng, màn hình AMOLED. Màn hình AMOLED nha, vân tay trong màn hình độ phân giải là Full HD nha mọi người. Con này thì A50s thì mình sẽ bán cho mọi người với giá là 3 triệu 650 ngàn nha. Con này là con Oppo A91 nha mọi người. Con này xài màn hình AMOLED luôn, vân tay trong màn hình độ phân giải Full HD nha. RAM 8GB. Đây, A91 nha mọi người, RAM 8 bao nhiêu trong 128GB nha. Con này nó nhìn nó y như con Reno vậy, nhìn hai con giống hệt nhau nha mọi người đây. Nhìn nó giống hệt luôn nha mọi người. Con A91 này thì mình sẽ bán cho mọi người với giá là 4 triệu nha. Máy còn đẹp keng luôn, keng 99, 4 triệu thôi. A51 nha, mình còn
4 cây nha mọi người. A51 còn màu xanh không? A51 hôm nay màu xanh nó hot quá nên nó khá là nhiều màu xanh nha mọi người. 4 cây, nói chung là mấy con này là viền à, đẹp ken nha. Lưng thì có trài nhẹ A51. Máy mà lưng trầy nhẹ thì mình sẽ bán cho mọi người, trầy thì mình sẽ bán cho mọi người là 4.650.000 nha. Còn máy đẹp thì mình sẽ bán cho mọi người là giá là 4.750 nha mọi người. Giá cực kỳ tốt nha mọi người, nói chung là giá cực kỳ tốt luôn. Mấy con này là còn bảo hành dài hết luôn nha. Mấy con này bảo hành tới tầm phải tháng 3, tháng 4 năm sau nha. Có cây tới tháng 4 năm sau luôn nha. Mới hết được bảo hành ạ. U10 máy trầy 2.250.000 thôi, chip Snapdragon là gần 665 nha. Anh em là chiến game thì mình mua con này là ok nè. Nói chung cái lưng nó chạy cũng không ảnh hưởng gì đâu nha mọi người, ta do xài ốp thôi. Con này 2.250.000 nha. Nói hôm nay thì mình chỉ có một số ít máy mới giới thiệu cho anh em thôi nha. A12 RAM 4 và nhớ trong 64GB, chip gì thì không biết luôn, màn hình là 6.3 inch. A12 nha, máy đẹp ken, con này bảo hành tới tháng 5 năm sau lận. Con này mình sẽ bán cho mọi người với giá là 2.450.000 nha. Rồi hôm nay thì mình chỉ giới thiệu anh em sơ sơ một ít máy này thôi nha mọi người. Anh em nào quan tâm thì có thể nhắn tin hoặc gọi điện thoại trực tiếp đến bên mình nha. Số điện thoại của mình thì mình cũng đã để từ lúc đầu là hai số luôn nha. Số 0839444400 nha và số 0806 con số 8748 nha. Đó, hai số của mình luôn. Anh em có thể gọi trực tiếp với hai số đó. Rồi cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi luôn nha. Và anh em coi video mình thấy thú vị thì nhớ cho mình một like, một share, chia sẻ nha để ủng hộ bên shop mình nha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người đã quan tâm rất nhiều ạ.